khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài những gì? Xin giúp con. Một lòng tin phó thác, mẹ đã vui hợp tác cứu mang con một đấng tối cao. Xin giúp con. Xin cứu giúp chúng con trong những lúc hoang mang, xin giữ vững chúng con trọn niềm trung hiếu. Xin cứu giúp chúng con luôn biết nói xin vâng, luôn phó thác tin yêu như mẹ khi xưa. Mẹ hằng thiêu giúp, phúng cho mẹ đã tin lời Chúa trời. Mẹ hằng thiêu giúp, được danh mẹ khiến con thêm trông cậy. Bao tháng năm bồng bế nuôi dưỡng con yêu mẹ chí tình. Rồi đồng công chia sẻ bao đắng cay buồn vui, ba năm trời ngài đi đó đây. Xin cứu giúp chúng con luôn biết sống yêu thương trong cách nói lối suy, luôn làm nhân chứng. Xin cứu giúp chúng con luôn nghĩ đến tha nhân trong nỗi khó nỗi vui như mẹ nêu gương. Mẹ hằng cứu giúp, phúc cho mẹ đã tin lời Chúa trời. Mẹ hằng cứu giúp, được danh mẹ khiến con giá. Mẹ đã nghe con mẹ trôi gì? Rồi từ giây phút ấy, mẹ đã vui nhận lấy, luôn không ngời phụ giúp chúng con. Xin giúp
xin cứu giúp chúng con trong khốn khó gian nan, cơn cám dỗ hiểm nguy tâm hồn xao xuyến. Quay về bên trái.